Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học bài thực hành 3, bảng điểm của em. Nội dung của bài thực hành 3 gồm có bài tập 1 nhập công thức, bài tập 2 tạo trang tính và nhập công thức, bài tập 3 thực hành lập và sử dụng công thức. Bài tập 3 này là phần giảm tải nên em sẽ tự tìm hiểu ở nhà. Nếu trong quá trình tìm hiểu em không hiểu vấn đề nào thì em có thể nhắn hỏi cô. Bài tập 4 thực hành lập bảng tính và sử dụng công thức. Trước khi vào phần bài tập, chúng ta cùng điểm qua các thao tác cần ghi nhớ. Thao tác hôm nay là lỗi hiển thị dữ liệu trong ô tính lỗi hiển ký hiệu thăng. Lỗi này xuất hiện nếu mà độ gọng của cột quá nhỏ không hiển thị hết các dãy số quá dài, em sẽ thấy các ký hiệu thăng. Để khắc phục cái lỗi này, em cần tăng độ gọng của cột để ô hiện đầy đủ các số. Ở đây cô có một hình minh họa. Trong cột H là phép tính F1 nhân G1. Phép tính này không bị sai. Các ký hiệu này xuất hiện do cột này nhỏ quá không hiện đầy đủ đáp số của phép tính này. Vậy để ô H1 hiện đầy đủ các số trong phép tính này, em sẽ kéo gọng cột H ra. Thì bên đây, cột H đã được kéo gọng và hiện đầy đủ các số. Do đó, khi em thấy dấu thăng xuất hiện trong bài làm của mình, thì em không cần phải lo lắng, em chỉ việc kéo ô gọng ra thôi. Sau đây là thao tác hướng dẫn. Dấu thăng xuất hiện trong ô tính. Giáo thăng xuất hiện khi ô đó có độ gọng quá hẹp, nên số không hiện này đủ mà xuất hiện dưới các ký tự thăng. Ở đây ô N1 của cô xuất hiện các ký tự thăng do cái cột này nó hẹp quá, cột N quá hẹp. Bây giờ cô muốn hiện đầy đủ các số nằm ở N1 này, cô sẽ kéo cột N1 gọng qua. Thì muốn kéo cột N1, em đưa con chó chuột tại đường biên bên phải của tên cột. Tên cột nằm trên đây, đường biên bên phải cột N, cô đang cần tăng độ gọng của cột N, cô sẽ đưa vào đây. Thì em nhìn thấy là con chó chuột nó thay đổi thành cái biểu tượng này nhớ là đưa tại tên cột khi đưa đúng vị trí thì cái biểu tượng này sẽ xuất hiện em kéo thả chuột sang phải để tăng đầu gọng lên khi đầu gọng vừa đủ các số sẽ xuất hiện tôi sẽ cho một ví dụ khác O oo một cô có công thức bằng m một nhân n em nhìn thấy sau khi cô nhập công thức xong O 1 một xuất hiện các ký tự thăng là do cột này nó hẹp quá không có hiện đầy đủ các số nên cô sẽ tăng đầu gọng của cột O lên cũng đưa con trả chuột tại tên cột và nắm kéo vẫn chưa đủ tiếp tục đến đây em nhìn thấy 8 a cộng 08 thì đây là dạng rút gọn em cần phải kéo rộng thêm nữa để các số hiện này đủ hơn mỗi lần em kéo ra thì các số sẽ hiện nhiều hơn sai kéo ra vừa đủ tới đây thì hiện sẽ đầy đủ các số nên khi em tính toán nếu em nhìn thấy cái chữ xuất hiện trong kết quả của em thì em cũng không cần phải lo lắng là mình đã sai công thức em chỉ việc nắm kéo cái cột này rộng ra thì nó sẽ hiện lại đầy đủ các số cho em. Trước khi vào phần bài tập, cô sẽ nhắc lại một phần ở bài số 2, đó là phân cách số thập phân trong Excel là dấu phẩy hay là dấu chấm. Bây giờ nhiều bạn lấn cấn là do vấn đề các bạn thực hành. Rồi, vấn đề thực hành. Mặc định của máy, dấu chấm sẽ là số, dấu phẩy sẽ là ký tự, số thập phân là dấu chấm. Bình thường theo mặc định, em gõ 7.8 như thế này thì sẽ tự động canh lề phải. Canh lề phải là dữ liệu số, là máy đang hiểu dữ liệu số Em gõ 7,8 thì sẽ canh lề trái, canh lề trái là dữ liệu ký tự cứ tự động canh lề trái là ký tự, canh lề phải là số Nhưng mà em đang học online nên em không chỉ sử dụng Excel trên máy tính mà em còn sử dụng Excel trên điện thoại và khi em sử dụng trên điện thoại thì lại có một trường hợp xảy ra đó là trên điện thoại lại nhận dấu chấm là ký tự dấu phẩy mới là số 4.8 thì Excel bên điện thoại nhận nó là ký tự 4,8 thì mới nhận là số Em đang học về một phần mềm Một phần mềm ở trên máy thì có thể bị cài đặt khác so với mặc định của nó Ngay cả cái phần mềm đó trên điện thoại thì nó cũng đã khác chứ trên máy tính rồi Như trên Excel, trên máy tính và Excel trên điện thoại đi Thậm chí nhiều bạn không xài Excel được Và phải sử dụng một cái chương trình bản tính khác và khi sử dụng cái chương trình bản tính khác thì không chỉ số thập phân thay đổi mà khi bạn sử dụng địa chỉ khối cũng sẽ bị thay đổi luôn nên thực hành em thực hành trên mọi máy với mọi cái phần mềm chương trình bản tính như thế nào cô đều chấp nhận cái bài đó nhưng mà lý thuyết thì thống nhất một cái một thôi lý thuyết thì mặc định còn của em thì có thể là nó khác cái mặc định đó nhưng mà mình chỉ học một cái mặc định duy nhất để thống nhất cho dễ làm bài những cái phần về sau về phần lý thuyết của cái phần dấu thập phân này ở bài số 2 cái thành phần chính trên trang tính Phần 3 dữ liệu trên trang tính phần dữ liệu số Đây, phần dữ liệu số cô đã ghi cái phần lưu ý cho em Số thập phân trong Excel được phân cấp bởi dấu chấm Là bởi vì là cô sợ là một số bạn máy của bạn như thế nào đó nó sẽ thành dấu phẩy Nên cô ghi lưu ý này Nên khi nào lý thuyết trên đây khác so với cái phần mềm em đang thực hành Thì em phải lưu ý những cái thao tác đó Em đừng mặc định cái thao tác của em đang ở trên cái máy đó là nó đúng thì nó sẽ đúng luôn như cái lý thuyết. Vậy là thống nhất như vậy. Kiểm tra lý thuyết thì chỉ dựa trên lý thuyết. Còn kiểm tra thực hành thì em muốn sử dụng cách nào cũng được. Miễn sao thực hiện đúng đề bài yêu cầu là có điểm. Phần 2 Hướng dẫn thực hành Bài 1 Nhập công thức số giáo khoa trang 30 Khởi động Excel nhập công thức để tính các giá trị sau đây trên trang tính. Để cho em bốn bài để làm và trong mỗi bài đó có nhiều phép tính khác nhau. Lưu ý là em sẽ làm bài này trên ship 1. Những bạn nào làm trên máy tính thì bài thành này em có 3 bài để làm, mỗi bài em sẽ làm trên một ship thì bài đầu 1 em sẽ làm trên ship 1. Còn đối với những bạn không thể làm trên máy tính hoặc là điện thoại quá khó để em làm thì em có thể làm trên giấy. Cô hướng dẫn em cái phần làm trên giấy. Cách 1 dành cho những bạn làm bài trên tập. Một lát cô sẽ hướng dẫn cho các bạn làm bài trên Excel sau. Đầu tiên là làm bài tập trên tập. Em trình bày như sau. Ở đây cô sẽ trình bày cho em câu A trước. Câu A, câu A này có 5 phép tính. Do đây yêu cầu là nhập công thức để tính toán. Nên em sẽ chuyển các biểu thức đang ở dưới dạng toán học này sang dưới dạng Excel hết. Ví dụ 20 cộng 15 em sẽ chuyển sang là bằng 20 cộng 15. Em nhập công thức trong Excel có dấu bằng. Nên em làm trên giấy em cũng phải ghi dấu bằng nó ra luôn Bằng 20 cộng 15 Và em ghi luôn kết quả ra Kết quả là 35 Và toán tiếp theo 20 trừ 15 là bằng 20 trừ 15 Kết quả em tính và tự ghi vào Cô chỉ hướng dẫn cho em cái đầu tiên thôi Tiếp theo là 20 x 5 Dấu nhân của toán học Em sẽ chuyển sang dấu nhân của Excel Bằng 20 x 5 Với dấu nhân là dấu sao 20 chia 5 Bên đây người ta cho sẵn dấu xuyệt Rồi em chỉ thêm dấu bằng vô Bằng 20 chia 5 20 mũ 5 sẽ chuyển sang là 20 dấu mũ rồi tới số 5. Đó là cách làm bài. Em làm tương tự cho những câu còn lại. Sau đây cô sẽ hướng dẫn trình bày cho các bạn làm trên Excel. Đối với các bạn làm trên Excel em sẽ làm như sau. Em thấy là lưu ý em sẽ làm bài trên ship 1. Đây là ship 1. Ở đây cô hướng dẫn thêm. Nếu em muốn tạo thêm nhiều ship thì em cứ bấm vào dấu cộng. Mỗi lần em bấm vào dấu cộng thì sẽ tạo thêm nhiều ship mới cho em. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại ship 1 để làm bài 1. Đây yêu cầu nhập công thức vào các ô tính. Thì ở đây có 4 câu A, B, C, D. Mỗi cột sẽ là một câu. Cột A, cột B, cột C, cột D. Cột A sẽ làm cho câu A và cột B làm cho câu B. Tương tự như vậy với C và D. Ở câu A em có 5 phép tính nhỏ. Phép tính đầu tiên là 20 cộng 15. Để yêu cầu nhập công thức thì nhớ là khi nhập công thức mình sẽ gọi dấu bằng chứ Bằng 20 cộng 15. Tiếp đến là 20 15. trừ 15. tiếp tục là 20 nhân 15 bằng 20 dấu nhân trong đề là dấu nhân ở toán học bạn sẽ chuyển sang dạng Excel là dấu sao tiếp theo là 20 chia 5 dấu chia của đề bài được cho giống dấu chia của Excel rồi nên em không cần thay đổi gì cả em chỉ cần ghi lại thôi tiếp đến là 20 mũ 5 bằng 20 dấu mũ này nằm ở hàng phím số mà em thường dùng để gọi dấu đó là phím số 6 và muốn số 6 này hiện dấu mũ em sẽ nhấn ship sau đó nhấn với số 6 có dấu mũ đó nhớ là khi nhấn số 6 em sẽ không buông ship ra khi nào em nhấn xong cái dấu số 6 có dấu mũ thì em mới buông SHIFT thì nó sẽ hiện dấu mũ cho em còn các bạn nào mà làm trên điện thoại bài này thì trên điện thoại có sẵn cái dấu mũ rồi em không cần phải bấm ship gì hết rồi 20 mũ 5, 20 dấu mũ, rồi số 5 Nhấn ta ra cấp quả Em làm tương tự với bài B, C, D Bài 2 Tạo trang tính và nhập công thức Mở trang tính mới và nhập công thức như hình dưới đây Nhập công thức vào các ô tính tương ứng như hình trong bảng Em lưu ý là trang tính mặc định tên là ship 1, ship 2, ship 3 nên ở bài 1 em làm mở trang tính tên ship 1 rồi Qua bài 2 em sẽ tạo cái trang tính tên là ship 2 Phần tạo trang tính lúc nãy cô đã hướng dẫn cho em rồi Nên bây giờ em chỉ cần làm cái bài này trên cái ship 2 Và cả hai phần này đều gõ trên cùng một trang tính Ở hình 1 em có từ cục A tới cục D Thì ở trang tính từ cục A đến cục D em gõ những cái số này vô Hình hai từ cục E tới cục Y Thì em cứ gõ từ cục A tới cục Y vào Còn những bạn nào làm ở trên tập em sẽ tính kết quả của từng cái phép tính này ra Ví dụ như ở ô E1 Em ghi E1 bằng A1 cộng 5 rồi mũi tên ra kết quả là bao nhiêu đó Em ghi vào Tương tự làm cho những cái câu còn lại Sau đây cô sẽ hướng dẫn cho những bạn làm trên Excel phải làm như thế nào Đối với các bạn làm bài 2 trên Excel Đầu tiên em sẽ gõ các bảng 1 vô Cái bảng 1 có 5, 8, 12 nằm ở A1, B2 và C4 Thì em gọi vào Excel A1, 5, A3, 2, 8 và C4 là 12 ở tiếp theo là những công thức nằm ở cột EFGHI. Em sẽ gõ tiếp vào phía trên đây. Phía bên đây là cột ABC thì tiếp theo là EFGHI. Ở đây cô sẽ ví dụ cho em cột E. Ở, ở cột E, em sẽ nhập công thức như là bài yêu cầu bằng A1 cộng 5. Nếu em sử dụng địa chỉ ô thì cứ dùng chuột bấm vô ô đó. Em không cần phải gõ. Tiếp theo, A1 nhân C4 A1 nhân C4 là đáp án Tiếp theo là B2 nhân C4 B2 nhân C4 là đáp án Em làm tương tự như vậy cho những cột còn lại Em có nhập hết các cột là HI theo đề bài yêu cầu để ra được kết quả Bài 3 Thực hành lập và sử dụng công thức sách giáo khoa trang 34 đây là phần giảm tải nên cô sẽ không hướng dẫn phần này. Nhưng cô vẫn sao hiện cái đề để cho những bạn nào không có sách giáo khoa vẫn có thể xem được đề nếu mà bạn muốn tìm hiểu tại nhà. Bài 4. Thực hành lập bản tính và sử dụng công thức sách giáo khoa trang 31. Mở bản tính mới và lập bản điểm của em như hình. Lập công thức để tính điểm tổng kết của em theo tầng môn học vào các ô tương ứng ở cục G. Đây là bản điểm của em. Và em lưu ý là em sẽ lưu bản tính này với tên là bản điểm của em, sau đó em thoát khỏi chương trình. Còn nếu bạn nào làm bài 4 này và bài 1, 2 trên hai bản tính khác nhau, thì bản tính của bài 1, 2 em sẽ lưu với tên là bài tập hầm 3, bài 1, 2. Còn nếu em làm bài 4 ở ship 3, thì em cứ lưu với tên là bản điểm của em là được. Nên em muốn làm cho một cái bản tính mới hay là em muốn làm cho ship 3 cũng được nha. Về phần tính điểm tổng kết, có sẽ gợi ý một chút. Điểm tổng kết là điểm trung bình tầng môn Điểm tổng kết của cái này là trung bình tầng môn trên đây Và cách tính như thế nào Tới giờ học cô sẽ hướng dẫn Những bạn làm trên tập em sẽ ghi lại cái bảng này Tới phần điểm tổng kết Em sẽ ghi công thức à, Ví dụ như ở G3 G3 bằng công thức phía bên trong đó là gì đó Sau đó đáp án là bao nhiêu em sẽ ghi ra bài thức âm ba đến đây là kết thúc bài thức âm ba này chỉ có 3 bài tập để làm và một bài tập em tự tìm hiểu sau đây cô sẽ sửa các bài tập về nhà và bài kiểm tra 15 phút sửa bài tập bài 3 thực hiện tính toán trên trang tính ở đây cô điền lớp họ tên danh số em lưu ý ở danh số này em chỉ điền số thôi một số bạn cô thấy luôn luôn là để chữ số thứ tự sau đó rồi điền danh số hoặc là ghi họ tên của mình ngay tại vị trí danh số này cái đó không cần thiết em chỉ cần điền số của em thôi Em có làm câu cuối để lấy điểm cộng 15 phút không? Cái này cô chọn có. Ở phần ghi chú này em chỉ ghi lại khi em làm sai một cái gì đó và em cần ghi chú cho cô biết chẳng hạn như một số bạn khi làm bài cái quên làm một số câu dẫn tới là không có điểm thì lúc đó bạn làm lần hai và bạn sẽ ghi chú trên đây để cô biết. Hoặc là một số bạn hiểu sai ý của câu cuối cùng và bạn làm lại và bạn muốn chấm cái lần thứ hai đó thì bạn cũng có thể ghi chú lên đây cho cô. Nếu em không có gì để ghi chú trên đó thì em để trống, em không cần phải ghi gì hết. Đầu tiên câu 1. Trong các ký hiệu sau đây, ký hiệu nào được sử dụng để thực hiện tính cộng trừ nhân chia lũy thừa phần trăm trong Excel? Ở đây ta có 4 đáp án đều có dấu cộng dấu trừ giống nhau. Tiếp theo là nhân. Cái nhân của Excel là dấu sao. Ở đây ta có hai đáp án đầu là dấu sao, đáp án này là dấu a à cộng. Tiếp theo là dấu x. Dấu x này là của toán học nên sẽ loại bỏ hai cái đáp án cuối, em còn hai cái đáp án đầu. Tiếp theo là phép chia. Phép chia là dấu xuyệt. ở đây đều có hai dấu xuyệt, nhưng mà hai hướng ngược nhau. Thì dấu của phép chia là hướng này. Đã ở câu cuối cùng là đến này em có thể chọn được rồi. Tiếp theo là lý thừa với phần trăm. Lý thừa là dấu mũ, phần trăm là dấu phần trăm là chắc chắn đúng rồi ha. Câu 2. Em chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây, chọn hai phát biểu. Em lưu ý ở câu này em phải chọn đúng hai phát biểu đúng. Nếu em chỉ chọn một phát biểu đúng hoặc em không chọn phát biểu nào hết thì em sẽ sai không được một điểm. Em phải chọn đúng cả hai phát biểu em mới được một điểm. Phát biểu đầu tiên. Em không thể sử dụng địa chỉ ô hoặc khó để thực hiện tính toán trong Excel. Cái này dựa vào lý thuyết thì mình biết nó sai rồi, nó sẽ không chọn. Câu 2, nhập công thức vào ô tính đầu tiên em phải gọi dấu bằng, câu này đúng. Câu 3, ký hiệu dùng để thực hiện tính toán trong Excel hoàn toàn giống với ký hiệu toán học, không có ký hiệu nào khác. Câu này sai. Ở câu 1 em đã nhìn thấy từ phép nhân là đã khác nhau rồi. Ký hiệu toán học dấu x và ký hiệu Excel là dấu sao hay còn gọi là dấu hoa thị. Nên câu này sai, không chọn. Câu cuối cùng Excel chỉ nhận dấu ngoặc đơn, không nhận dấu ngoặc vuông hoặc dấu ngoặc nhọn. Câu này đúng. Nhớ là khi em làm bài, em chỉ gọi dấu ngoặc đơn. Còn nếu em gọi dấu ngoặc nhọn, thì Excel sẽ báo lỗi. Câu 3. Giả sử cần tính tổng giá trị các OC2, D4, sau đó nhân với giá trị của B2. Công thức nào sau đây là đúng? Đầu tiên mình sẽ tạo một cái công thức gốc. Công thức trong Excel thì em phải ghi dấu bằng trước. Dấu bằng tổng của C2 và D4 thì em sẽ mở ngoặt ra C2 cộng D4, đúng không ạ? Nhân với B2, nhân là dấu sao nhân B2. Nếu có thể thì em mở Excel lên, gõ số vào các ô C2 D4 và B2, sau đó gõ những cái công thức này vào trong cái Excel đó để kiểm chứng đúng hay sai. Bây giờ cô cũng sẽ mở Excel lên. Đây bên máy Excel của cô. B2 cô đã gõ 5, C2 gõ 2 và D4 là 7. Bây giờ kiểm chứng công thức đầu tiên. Để cho nhanh cô sẽ bắt cái công thức này qua luôn Sau khi bắt công thức qua những enter không hiện ra kết quả mà chỉ hiện cái công thức này Vì lý do là Excel đang hiểu cái công thức này là dữ liệu ký tự Nên công thức này sai Đây mình sẽ chọn sai Bây giờ mình sẽ tìm hiểu tại sao công thức này sai Công thức này thì sai vì lý do trước B2 thiếu dấu nhân Em học toán thì trong toán sẽ chấp nhận cái này là dấu nhân Nhưng Excel sẽ không hiểu đây là dấu nhân Em bắt buộc phải thêm dấu sao vô thì Excel mới hiểu đây là dấu nhân Tiếp theo, D4 cộng C2 nhân B3 Công thức này không cần copy dưới Excel Em cũng biết nó sai bởi vì Thiếu dấu bằng trước Bây giờ cô copy cho em xem luôn Em thấy xe nhận đây là dữ liệu ký tự luôn D4 cộng C2 nhân B2 Công thức này thì đúng rồi nhưng mà Công thức này thì đúng rồi nhưng mà vẫn thiếu dấu bằng ở đây trước Nên công thức này vẫn sai Tiếp theo bằng D4 cộng C2 nhân B3 Công thức này giống y chang như công thức của mình tạo ra nên đúng Nếu em muốn biết đáp án nó bằng bao nhiêu cô cũng sẽ copy cái công thức này qua để cho em biết đáp án Bây giờ cô sẽ thử copy công thức này ra cho em biết đáp án của nó bằng bao nhiêu không? Đây công thức này bằng 45 D4 cộng C2 nhân B3 Vì đây là phép tính cộng nên em ghi C2 cộng D4 hay D4 cộng C2 gì cũng được nha Không sao hết tiếp theo D4 cộng C2 nhân B3 cũng giống y như phía công thức này giống như trong phía trên nhưng địa chỉ O ghi bằng chữ thường không ghi bằng chữ in vậy cái này đúng hay sai nếu em không biết đúng hay sai thì cứ kiểm chứng trên Excel là được ở đây cô sẽ gõ công thức đó lại bằng máu à D4 ở đây là đó D4 cộng C2 mà viết thường là do gõ từ bàn phím vào cô sẽ gõ từ bàn phím vào nhân B2 Enter. Em thấy hai đáp án này giống y chang nhau, đây là đáp án lúc nãy của mình Còn đây là cái ô của đáp án này mình mới vừa gọi vào Em nhìn thấy là C2 với B2, chữ thường đã tự động chuyển thành chữ in Và ở câu này, em biết là Excel sẽ nhận luôn chữ thường và chữ in Nhưng mà khi nhận chữ thường thì Excel sẽ tự động biến nó thành chữ in Khi mà làm lý thuyết cũng vậy Nếu mà em thấy chữ thường thì em cứ chọn đúng đi Vậy câu này đúng Excel không phân biệt chữ thường với chữ in nha. Rồi tiếp theo, bằng D4 cộng C2 cộng B3, nhìn công thức phía trên là em biết à, sai rồi. Câu này thiếu hai dấu ngoặc đơn ở à, phía bên đây. Nên chọn đáp sai. Câu tiếp theo bằng mẫu ngoặc B2 nhân mẫu ngoặc D4 cộng C2 đóng ngoặc đóng ngoặc lần nữa. Câu này là đúng. Ở đây em có thể mở ngoặc nhiều lần, chỉ cần em sử dụng dấu ngoặc đơn thôi. Để chắc nó đúng thì cô sẽ copy qua phía bên Excel để cho em thấy. Đây, đáp án vẫn là 45. Vẫn mở hai lần. Đáp án vẫn giống như những cái công thức này. Câu 4. Hàng gõ vào một ô tính với nội dung 8 cộng 2 x 3 với mong muốn tính được giá trị công thức vừa nhập. Nhưng trên ô tính chỉ hiển thị nội dung của 8 cộng 2 x 3 thay vì giá trị 14 mà hàng mong đợi. Theo em thì tại sao? Bây giờ em xét công thức trước. Công thức 8 cộng 2 x 3 là đúng công thức chưa? Dấu nhân này có bị sai không? Trong Excel dấu nhân là dấu sao, bạn ghi dấu nhân là dấu sao thì tất nhiên là công thức này trên cơ bản đúng. Vậy tại sao nó chỉ hiển thị nội dung mà không hiển thị kết quả thì đương nhiên là do bạn thiếu dấu bằng rồi à. Và dấu bằng phải ở trước số 8. Thì bây giờ mình sẽ tìm xem con nào đáp ứng được đầy đủ các nội dung đó. Cái đầu tiên, Hằng ở đúng công thức nhưng Excel bị lỗi nên không thể hiện kết quả được, con này sai. Hằng gỡ công thức thiếu dấu bằng ở phía trước số 8 và sai dấu nhân, công thức đúng là 8 cộng 2 nhân 3. Thiếu dấu bằng phía trước thì đúng rồi nhưng mà 2 nhân 3 của Hằng là đúng rồi. 2x3 này mới sai, câu này không chọn Hành gõ công thức thiếu dấu bằng là phía sau số 3 và sai dấu nhân công thức đúng 8 cộng 2 x3 bằng dấu bằng ở đằng sau số 3 là sai rồi không chọn hàng gõ công thức thiếu dấu bằng ở phía sau số 3 công thức đúng 8 cộng 2 nhân 3 dấu bằng ở sau phía sau số 3 sai không chọn luôn hàng gõ công thức thiếu dấu bằng ở phía trước số 8 công thức đúng bằng 8 cộng 2 nhân 3 rồi câu này đúng chọn Câu số 5. Trên bảng tính chi phí điện nước sau đây, em sử dụng công thức để tính tổng và trung bình trong các ô của giáo chấm hỏi. Câu này đề yêu cầu em sử dụng công thức, tức là em sẽ ghi công thức ra. Rồi sau đó em có thể ghi đáp án hoặc không ghi đáp án cũng được. Tại vì mình đang học về phần công thức, nên em bắt buộc phải ghi công thức ra. Nhưng mà cô thấy một số bạn lập nhanh thì bạn lại không ghi công thức. Nên về sau cô có ghi thêm phần ghi công thức để cho các bạn biết mà sửa lại. Còn em vừa ghi công thức và vừa ghi kết quả thì nó rất là đúng Cái đó không có gì sai hết Nhưng mà nếu mà em chỉ có ghi kết quả thôi, em không ghi công thức Công thức mà đề đi An yêu cầu là để tính tổng vào những ô có dấu chấm hỏi Tức là em sẽ ghi công thức cho những cái ô có dấu chấm hỏi này Ở đây là E3, E4, E5 và C6, D6 Em phải ghi công thức ở từng ô cho những cái ô đó Đây là đáp án của cô Tổng thì sẽ có E3, E4 và E5 tổng tháng 7 nằm ô E3 sẽ ghi là E3 bằng C3 cộng D3. Tổng tháng 8 E4 bằng C4 cộng D4. Tổng tháng 9 E5 bằng C5 cộng D5. Và trung bình tiền điện nằm ở đây sẽ lấy C3 cộng C4 cộng C5 tất cả chia 3. D6 C3 D3 cộng D4 D5 tất cả chia 3. Vì đây không yêu cầu công thức bắt buộc sử dụng địa chỉ ô nên em có thể thế số vô. Chẳng hạn như C3 là 567 ngàn D3 là 57 ngàn Em có thể thế số vô Cô vẫn sẽ tính điểm cho em Những bạn nào không ghi địa chỉ ô phía trước Cô vẫn tính điểm cho em Do đây là lần đầu tiên em làm Và cô cũng chưa có hướng dẫn cái phần em sẽ ghi như thế nào Thì em cứ ghi đúng công thức là em sẽ có điểm Sau đây là một số mẫu công thức các bạn làm sai Đây là một số bài sai Bạn đầu tiên bạn sử dụng hàm sum và hàm average ở bài số 4 em mới học hàm Tuy nhiên, bạn nếu bạn đã tìm hiểu trước và bạn sử dụng được công thức này đúng thì cô vẫn sẽ tính điểm cho bạn. Nhưng mà nếu bạn sử dụng sai công thức, cô sẽ không cộng điểm. Tại đây là công thức tính tổng, bạn sử dụng đúng rồi, không có gì để trừ điểm hết á. Công thức tính trung bình thì bạn sai. Sai ngay tại C2 C 2.C và D2 D 2.D, còn vì sao sai? Thì có lẽ chờ tới bài số 4 cô sẽ giải đáp vì sao bạn sai. Hoặc trong giờ học bạn có thể hỏi cô, cô sẽ giải đáp cho bạn. Bạn tiếp theo trung bình tiền điện bạn ghi đúng rồi. Tiếp theo câu tiếp theo là trung bình tiền bạn quên chị nước rồi, à, nhưng mà con cũng sẽ chấp nhận cái này đúng nhưng đến phần tổng tiền tháng 7 tháng 8 mà tháng 9 bạn ghi sai tổng tiền là em sẽ sử dụng phép tính cộng ở đây bạn sử dụng một cái địa chỉ khối đây là một cái địa chỉ khối không có tình hành được phép tính cô sẽ mở Excel lên mà thử cho em có đầu tiên bạn ghi là C3 2.S3 cô sẽ làm như bạn bằng mẫu ạ C3 2.S3 đúng không ạ Em thấy là Excel sẽ báo lỗi đi vì đây là sai công thức Nó sẽ tự động chuyển thành không Tiếp theo Máu ạ à. C4 2.D4, đó là một cái địa chỉ khói nên cô có thể nắm kéo nó Rồi, đóng quạt Báo lỗi ha, có lưu là báo lỗi đây Cái cuối cùng C5 2.D5 Rồi, thấy Em nhìn thấy là nó cũng sẽ báo lỗi Vậy ba cái này sai, bạn cũng sẽ không được điểm cộng. Và tiếp theo là một dạng khác. Có nhiều bạn đang mô tả công thức chứ không phải là lập công thức. Chẳng hạn như các bạn này. Công thức để tính tổng lấy số tiền điện cộng với số tiền nước cho nhau. Để yêu cầu em lập công thức cho tầng ô có dấu chấm hỏi, không yêu cầu em mô tả công thức của những cái đó. Nên những bạn này không được có điểm cộng. Khi em làm bài, những câu nào em không hiểu ý của đề thì em có thể hỏi lại. Hoặc là những câu mà em vẫn chưa hiểu tại sao nó đúng, tại sao nó sai Thì em cũng có thể hỏi lại Nhưng mà hầu hết là cô không thấy các bạn hỏi những câu đó Và dẫn tới trường hợp các bạn không hiểu ý đề, làm sai Em không được điểm cộng Nên nếu em không hiểu ý đề hoặc là em không hiểu một câu nào đó Thì em cứ nhắn hỏi cô Ở trong giờ học, hỏi trên Zalo cũng được Cô thấy có ít bạn hỏi cô những cái vấn đề liên quan tới bài học Bây giờ cô sẽ sửa đề kiểm tra 15 phút Cả hai đề Đề 2 là các bạn đã làm trễ hôm chủ nhật. Vì hai đề khá giống nhau nên cô sẽ sửa cùng một lúc. Câu số 1. Câu số 1 hai đề giống nhau nha. Hãy cho biết địa chỉ ô khối của các ô tính lựa chọn trong hình dưới đây. Đầu tiên, em có F2. Tất cả đều có F2. F4, H4, F4, H4 là một khối. Nên ghi là F4 2.H4. Ở đây chỉ có một mình cái ô này đúng thôi vậy là em có thể chọn được ô này rồi nhưng mà vẫn, nhưng mà chúng ta sẽ, sẽ tiếp tục xem h 1 y 2 h 1 y 2 là khói này ô đầu tiên là h 1 ô thứ hai là i 2 chỉ ghi như đây thôi tiếp theo là khói k 1 k 5 khói k 1 k 5 rồi vậy là em có thể chọn được đáp án nhiều bạn có lựa chọn là cái hàng này nếu mà ở đây cô chọn từng ô từng ô một thì đúng nhưng mà ở đây là vừa đang chọn khói và vừa đang chọn ô nên em phải chọn địa chỉ khói và địa chỉ ô luôn câu hai Em hãy chọn cái thao tác sau đây để thực hiện lưu bản tính. Lưu bản tính là vào file sale ở đây home sale sai Rồi ở đây ta có file sale chính xác. Phía đề 2, em hãy chọn thao tác thực hiện lưu bản tính với tên mới. Hai câu này khác nhau nha em. Lưu bản tính với tên mới sẽ là file sale as. Home sale là sai, file sale cũng sai, home sale as sai luôn, chỉ có file sale as. Câu số 3. Câu số 3 của hai đề giống nhau. Đề yêu cầu trong thao tác sửa dữ liệu, ta có bước 1 chọn một ô, bước 3 nhấn Enter. Em hãy chọn bước 2 từ các đáp án sau. Sửa dữ liệu thì bước 1 chọn một ô, bước 2 sẽ là sửa dữ liệu trên thanh công thức. câu này bước 2 sửa dữ liệu là sai. Bước 2 sửa dữ liệu trên thanh công thức. Cái này đúng rồi, chọn vô. Bên đây, bước 2 sửa hợp tên, không đúng. Bước 2 sửa dữ liệu trên thanh công thức. Câu này đúng rồi, chọn. Câu 4. Hai câu 4 này đều giống nhau. Trong các cách nói sau đây, cách nói nào là đúng khi nói về bản tính đầu tiên bản tính được chia thành các cột và các hàng cái này là nói về trang tính bản tính gồm các lệnh dùng để thực hiện các phép tính với các số và xử lý dữ liệu đây là formula và data bản tính có nhiều trang tính các trang tính có tên mặc định là ship một ship hai ship ba rồi đây rồi câu này là đúng dựa theo lý thuyết em nào quên học lý thuyết thì quay trở về coi bản tính là nơi dùng để soạn thảo văn bản bạn nào còn nhớ thì đây là word đó thì bên đây ta có thể chọn cái đầu tiên Câu số 5, hai câu này cũng giống nhau luôn. Hợp tên là một nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Đây là khối. Hợp tên nằm lại ô bên trái thanh công thức hiển thị địa chỉ của ô tính đang lựa chọn chính xác. Đây là lý thuyết thuần thôi, em học thuộc sẽ biết làm bài. Rồi giờ cô sẽ không đọc mấy câu còn lại nha. Rồi bên đây mình cũng sẽ chọn luôn hợp tên ở bên trái thanh công thức. Câu 6, hai đề này cũng giống nhau. Em hãy chọn công dụng của thanh công thức trong các phát biểu sau đây. Thanh công thức nằm ở ô bên trái hiển thị địa chỉ của ô tính đang được chọn. Lúc nãy phía trên có rồi, đây là hợp tên. Thanh công thức được đánh thứ tự từ trái sang phải bằng chữ cái bắt đầu bằng A, B, C. Đây là tên cột. Thanh công thức hiển thị nội dung hoặc công thức trong ô tính chính xác. Để tiết kiệm thời gian, có sẽ sửa đến câu đúng. Rồi vậy bên đây, thanh công thức hiển thị địa chỉ, nội dung của ô đang lựa chọn. Câu 7. Hai đề lại tiếp tục giống nhau. Em có thể gọi chữ Việt trong Excel không? Có được chữ Việt trong Excel vì có các phần mềm hỗ trợ như Unicay Tất nhiên là em gõ được chữ Việt nha. Nên chọn câu này. Câu 8, hai câu đều giống nhau. Em cho biết thao tác chọn đối tượng tương ứng. Đầu tiên, nháy chuột tại tên hàng. Nháy chuột tại tên hàng là chọn một hàng. Rồi bên đây tương ứng luôn. Tiếp theo, nháy chuột tại tên cột. Tức là chọn một cột. Ở đây cũng tương ứng là chọn một cột. Đưa con giỏi chuột tới ô đó và nháy chuột. Đây là thao tác chọn một ô. Phía bên này mình sẽ chọn cái tương ứng. Đây, đưa con giỏ chuột tới thao tác và nháy chuột. Kéo thả chuột từ một ô góc đến ô góc đối diện. Đây là chọn một khối tương ứng mình đây chọn một khối câu số 9, hai câu này cũng giống nhau em hãy phân loại các loại dữ liệu sau đây đầu tiên là số 10 cái bên này trước số 10 là dữ liệu số nó chỉ có số thì nó sẽ là dữ liệu số trên bài làm cô thấy có một số bạn chọn số 10 là dữ liệu ký tự em coi lại cái đó nha tiếp theo là 6.88 6.88 sẽ là dữ liệu số 9.6 9.6 là dữ liệu ký tự Trong với sao số thập phân là dấu chấm hay là dấu phẩy Ở bài số 2 chỗ dữ liệu số cô đã lưu ý cho em cái phần đó Phần thực hành thì máy của em khác, máy của bạn khác thì chấm hay phẩy gì đó là tùy máy Nhưng mà đối với lý thuyết thì thống nhất một cái Tiếp theo, một dãy các ký tự thì tất nhiên sẽ là dữ liệu ký tự Rồi này cũng vậy Cuối cùng là học sinh, học sinh là chữ Chữ thì chắc chắn là dữ liệu ký tự Câu 10, hai đề giống nhau để chọn OB100, cách sau đây là nhanh nhất Dùng hộp tên, dùng 4 phím mũi tên, dùng chuột và các thanh cuộn Các thao tác có tốc độ giống nhau, nên không có cách nào nhanh nhất Tất nhiên là em sẽ dùng hộp tên Dùng hộp tên sẽ nhanh nhất Em có thể thực hiện trên máy để biết Câu này ở các bài tập củng cố của bài 2 cô cũng đã hỏi rồi Hai đề này có câu 11 khác nhau Để mở bản tính có sẵn, em sử dụng lệnh nào sau đây? Bản tính có sẵn sẽ là dùng file open Đề 2. Để mở bản tính mới em sử dụng lệnh nào sau đây? Bản tính mới là file new. Câu 12. Hai đề khác nhau. Đề 1. Chương trình bản tính là chương trình dùng để tính toán và vẽ đồ thị, cả hình minh họa, tính toán vẽ đồ thị và trình bày thông tin dưới dạng bản. Trình bày thông tin dưới dạng bản. Câu này là đầy đủ nhất. Tính toán vẽ đồ thị và trình bày thông tin dưới dạng bản. Đây là phần đầy đủ nhất. Câu 12, đề 2. Em hãy cho biết thông tin cần được hiển thị dưới dạng bảng em có thời khóa biểu bản điểm danh sách lớp em bài văn bài toán bản nhạc bản điểm thời khóa biểu các loại biểu mẫu báo cáo thì tất nhiên là cái này đây là đầy đủ nhất thời khóa biểu cũng cần mà bản điểm cũng cần mà danh sách lớp em cũng cần còn mấy cái này thì không đúng ha có 13, ba hai đề khác nhau theo em trong các phát biểu sau đây phát biểu nào là đúng về trang tính trang tính được chia thành các hàng và các cột là miền làm vị chính của bản tính vùng giao nhau giữa một cột và một hàng gọi là ô tính dùng để chứa dữ liệu cái này đúng đây là phát biểu đúng như về trang tính phần này lý thuyết em nào quên thì có thể xem lại câu 13 ba đề hai theo em trong các phát biểu sau đây phát biểu nào là đúng về chương trình bản tính chương trình bản tính là một phần mềm được thiết kế giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bản thực hiện tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu của trong bản cũng là câu một đúng luôn Bài nhớ là khi em làm bài xong thì em phải bấm nút gửi Và bấm nút gửi này trong lúc chưa có khóa bài, chưa hết thời gian gửi bài Có nhiều bạn bấm nút gửi sau thời gian khóa bài thì nếu như vậy thì cô sẽ không nhận được bài của em Nếu em vẫn còn thắc mắc gì về bài làm thì có thể nhắn tin hỏi cô Hướng dẫn về nhà Em học bài và ghi bài đầy đủ Thực hiện bài thực hành 3 và đọc bài thực 3 theo đường link đường link sẽ được gửi đến em trong giờ học chuẩn bị bài 4 sử dụng hàm để tính toán chuẩn bị kiểm tra lại 15 phút nội dung các bài 1 2 3 và các thao tác cần ghi nhớ trong bài 1 2 3 bài học đến đây là kết thúc chúc các em học tốt